Kính thưa cộng đoàn, quý cô ông, cụ bà và các bệnh nhân rất thân mến, giờ đây chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa và chia sẻ lời Chúa thứ tư, 11 tháng 10 năm 2023 sau Chúa Nhật thứ 27 mùa thường niên. Chúng ta cùng sốt sắng lắng nghe Tin Mừng. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca, khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông." Người bảo ông: "Khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc" lỗi với chúng con và xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta ôn lại lời Chúa ngày hôm nay thứ ba, mùng 10 tháng 10, khi Đức Giêsu ghé nhà Betania thăm cô Marta và cô Maria với bà ý, à, cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời người dạy. Xin cho chúng ta cũng biết dành thời gian để chào thánh thể. Có lẽ Trọng Thánh Thể là hình ảnh gần gũi nhất khi chúng ta ngồi dưới chân Chúa, để mình cứ ngồi dưới chân Chúa, lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe, lạy Chúa xin cho con nghe được tiếng Chúa. Cô Maria cứ ngồi dưới chân Chúa mà lắng nghe lời người dạy. Rồi ý thứ hai, cô mắc ta thì tất bật lo việc phục vụ. Đây cũng là một cái bài học. Xin cho chúng ta cũng nhiệt tâm phục vụ Chúa, thế nhưng nhiệt tâm phục vụ chúa thì cũng đừng quên nghe lời chúa phục vụ chúa mà không nghe lời chúa thì chúng ta sẽ phục vụ chúa theo ý mình phục vụ chúa mà không nghe lời chúa thì chúng ta sẽ phục vụ theo ý mình và ý thứ ba chỉ có một chuyện cần thiết nhất mà thôi maria đã chọn phần tốt nhất maria đã chọn phần tốt nhất tức là lắng nghe lời chúa đó là phần tốt nhất xin cho tất cả chúng ta có thời gian nghe và xin cho chúng ta nghe được tiếng Chúa. Rồi chúng ta đi vào bài tin mừng ngày thứ tư và ngày mai 11 tháng 10, khi ấy Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, Đức à, Đức Giêsu đi rao giảng, Đức Giêsu chữa bệnh. Đức à, Đức Giêsu cầu nguyện, cầu nguyện cũng là một trong những cái việc chiếm nhiều thời gian, tức là sáng sớm Đức Giê-su đã tìm một nơi thanh vắng để cầu nguyện, rồi cả một ngày ngày phục vụ đám đông dân chúng và trong cái lúc phục vụ thì Đức Giê-su cũng vẫn thường cầu nguyện. À, Chúa Giê-su cũng đã vừa phục vụ thì ngài cũng vừa cầu nguyện ấy. Lệ cha, con xin ngợi khen cha vì cha đã giấu không cho những bậc khôn ngoan thông thái biết chẳng hạn. Hay là khi thấy những người nghèo đi đến với mình thì Chúa Giê-su nói là phúc cho anh em là những người nghèo khó vì nước trời là của họ. Sáng sớm Chúa đã tìm một nơi thanh vắng cầu nguyện Rồi khi làm việc Chúa vừa làm việc vừa cầu nguyện Và khi xong việc tối mịt Rồi Chúa lại tìm một nơi thanh vắng cầu nguyện Đặc biệt trong tháng 10 tháng Vân Côi này Chúng ta cầu nguyện với Chúa Vân Côi Đối với cá nhân con thì Con cũng tạ ơn Chúa con cũng được cái ơn này Thì con cũng tương đối là dành thời gian Để đọc kinh Vân Côi mỗi ngày <laughs> Khi Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia, người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với người: "Thưa thầy xin dạy chúng con cầu nguyện." Cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Đây cũng là một lời cầu nguyện tốt. Khi chúng ta vào nhà thờ, khi chúng ta vào nhà chầu thì chúng ta cũng nói lạy Chúa xin dạy con cầu nguyện. À, ngày hôm qua thì cũng có một người gọi điện thoại cho con người ta nói là con thấy là những cái ý mà người ta nhắn tin về cho cha xưa mà 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 xin cầu nguyện ấy chẳng có tạ ơn hay là cái gì cứ xin hết cái này tới cái kia thậm chí là xin bán được đất xin lấy được nợ vân vân kính thưa cộng đoàn chúng ta thiếu thốn thì chúng ta xin thì chúa cũng rất là vui dù là chúng ta xin bán được đất chúng ta xin bán được nhà hay là xin chữa bệnh thì chúa cũng rất là vui thế nhưng mà nếu chỉ là như thế thì nó còn thiếu chúng ta cũng phải thêm lời tạ ơn Thiên Chúa hoặc là mình có thể nói với Chúa lệnh Chúa gia đình con bây giờ tung quẫn quá rất là tung quẫn ấy. Xin Chúa dạy con cầu nguyện như thế nào chứ còn nếu mà cứ tự nhiên là con Xin Chúa cho con có tiền Xin Chúa cho con có công việc Xin Chúa cho con lấy được nợ Xin Chúa cho con bán được nhà nhưng mà lệnh Chúa Xin dạy con cầu nguyện đây cũng là một cái ý ha các môn đệ nói à, khi thấy Đức cái su cầu nguyện chắc là họ cũng thấy ấy, là Chúa su cầu nguyện sốt sắng chắc là họ cũng thấy Chúa Giêsu cầu nguyện xuất sáng lắm. Thì khi Chúa cầu nguyện xong thế người ta cái anh này cũng nói là thầy ơi dạy con cầu nguyện đi. như ông Doan đã dạy môn đệ của người và Đức Giêsu đã dạy, Chúa Giêsu cũng đã dạy. Chúa Giêsu dạy cho ông ta thì cũng như là dạy cho các tông đồ và dạy cho mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa Giêsu đã dạy như sau khi cầu nguyện anh em hãy nói lệnh Cha xin làm cho danh Cha vinh hiển thế là chưa có vội xin lạy cha xin làm cho danh cha vinh hiển lạy thì chúng ta có thể nói là chúa ơi gia đình con kỳ này cứ đánh cứ cãi nhau hoài gia đình con cứ cãi nhau hoài xin cho danh chúa được tỏ lộ trong gia đình con danh chúa là yêu thương danh chúa là thánh thiện xin cho danh chúa được tỏ lộ trong gia đình con xin cho con biết làm cho danh chúa được tỏ lộ danh chúa được cả sáng Đấy. thực sự khi mình làm một cái gì đó thì mình cũng muốn người ta tôn vinh danh mình Chúa số cũng đã lần có lần nói với những người Do Thái các ông tìm các ông cứ tôn vinh lẫn nhau, các ông tìm kiếm vinh quang lẫn nhau thì làm sao mà các ông biết được vinh quang của Thiên Chúa? Nếu mà mình cứ đi tìm kiếm danh lợi cho mình, thích người ta khen, thích người ta ca tụng thì nếu mà chúng ta cứ đi tìm kiếm vinh quang danh lợi cho mình thì không thể nào mà chúng ta thấy được vinh quang của Thiên Chúa, danh của Thiên Chúa. Thế thì ý thứ nhất, xin cho danh cha vinh hiển cái này là phải nhớ luôn luôn thực sự với cá nhân còn cũng vậy nhiều khi làm gì đó thì cũng thích được tôn vinh cứ tự nhiên cái cái, cái loài người của chúng ta nó là như thế làm gì cũng thích người ta khen sáng hôm nay thì trong giờ đọc kinh trong cái giờ suy gẫm thì có một cái bài của một ông thánh nào đó ông nói là ai mà khen tôi là đánh tôi <laughs> tức là ý ông ấy nói rằng là cái 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 người nào khen tôi thì cũng đẩy tôi vào một cái cơn cám dỗ là thích được lắng nghe người khen mà như vậy thì là làm hại tôi đánh tôi là làm hại tôi dĩ nhiên trong cuộc sống này mà cứ bị chê thì chắc là chẳng ai làm được cái gì cả nhưng mà xin cho chúng ta cứ nhẩm nhẩm trong lòng đó, mọi sự là danh chúa Xin cho mọi sự là danh Chúa chứ không phải danh mình. Danh Chúa chứ không phải danh mình. Chúng ta làm tóc tần tật mọi sự hết lòng phụng sự Chúa nhưng mà là danh Chúa. Cái này thì không dễ, con thấy là không dễ một tí nào. Chúng ta cụ thể là khi chúng ta dâng cúng trong nhà thờ, chúng ta cũng thích là có cái bia đá ghi tên hay là rau trong nhà thờ hay là vân vân, thậm chí có những cái giáo sư <laughs> Thậm chí có những cái giáo sư thì cứ phải kể nhé Bà Maria Nguyễn Thị Mai Lan Xin lễ cho chồng là An Tôn Nguyễn Văn An Chẳng hạn ấy, Lễ dỗ 27 năm vẫn vân để rao à, dĩ nhiên là khi chúng ta đọc cái ý lễ Cái ý tốt nó là xin mọi người hiệp ý cầu nguyện Đó là ý tốt Nhưng mà bên cạnh cái ý tốt này Thì nó cũng có ngầm cái ý là Giống như là rao lên cho mọi người là tôi xin lễ thế thì thôi chúng ta chỉ đi ở cái ý thực ra thì ngày thứ sáu lòng thương xót thì con cũng đọc cái ý lên để xin mọi người cùng hiệp ý với con cầu nguyện nhất là những cái cho bệnh nhân các cụ già các tội nhân hay là cho những linh hồn người thân thì cái ý tốt là chúng ta đọc lên để cùng hiệp ý đó là ý tốt nhưng mà cái ý không tốt đó là thay vì là hiệp ý cầu nguyện thì chúng ta chỉ muốn mọi người nghe cái tên của mình nghe thấy cái tên của mình thế thì ý thứ nhất khi chúng ta cầu nguyện là danh Chúa được vinh hiển danh Chúa chứ không phải là danh danh mình ha. triều đại cha mau đế tức là vương quốc của Chúa Chúa là vua chứ không phải mình là vua ha. Chúa là vua trong tâm hồn chúng ta Chúa là vua trong gia đình của chúng ta Chúa là vua trong giáo xứ chúng ta ha. danh Chúa được cả sáng chứ không phải là danh mình rồi triều đại của Chúa, vương quốc của Chúa, nhà của Chúa, nhà thờ của Chúa, căn nhà chúng ta đang ở cũng là của Chúa, triều đại Chúa mà. Đấy. Đấy. thì chúng xin cho chúng ta khi cầu nguyện thì mình phải mang cái tâm tình đó, à, cái tâm tình thứ nhất là danh Chúa chứ không phải là danh mình và cái nhà mình đang ở là nhà của Chúa, cái nhà thờ của mình là nhà của Chúa. Đấy. rồi ý tiếp theo, xin cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, tức là không có tích trữ. Xin cho chúng con sống gọi là Ngày nào biết ngày đó Thực sự thì con nói thật sự thì 100 người thì 99,9 người Là tích cóp Tự nhiên là tích cóp Ngay cả bản thân chúng con khi đi làm bác ái thì Chúng con cũng có những lúc Chúng con cũng nghĩ là, là Thôi thì mình cũng phải tính qua tính lại Nhưng mà dù sao thì con vẫn cứ động viên mình là Thôi thì có nhiều làm nhiều có ít làm ít Chúng ta cũng không nghĩ quá xa không nghĩ có sao có thể là trong một vài ngày thôi Đấy. Thế thì là xin cho xin cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy tức là chúng ta ví dụ ngày hôm nay chúng ta làm 10 đồng đi mà nhà của chúng ta chỉ xài có hai đồng thôi thì cái 8 đồng đó là chúng ta chia sẻ nhưng mà tự nhiên là 8 đồng đó chúng ta sẽ cất đi để lỡ mai ngày mai chúng ta không làm được cái gì thì mình còn có 8 đồng đó mà mình ăn <laughs> thì đấy cũng là tự nhiên nhưng mà nếu sống trong tâm tình phó thác thì ngày mai chúa lại ban cho à, con thì vẫn thích cái hình ảnh của mana đấy à, chúa ban cho mana mà cái người nào thích tích cóp và lấy cho nhiều vào rồi tích cóp ngày mai nó thối hết nên là chỉ lấy vừa đủ chứ còn lấy thêm cũng chả làm gì thế thì xin cho chúng ta cũng có được một chút cái tinh thần ngày nào có lương thực ngày đó tức là mỗi ngày chúng ta dùng hết na, na, hai đầu thì thôi thì nếu mình làm được ba bốn năm đồng thì chúng ta cũng chia sẻ cho những người không có để rồi khi chúng ta nghèo có thì người khác cũng lại chia sẻ cho chúng ta cái tinh thần này không dễ đâu thật sự nó là một cái tinh là một cái tinh thần gọi là phó thác lắm tín thác vào Chúa lắm Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực dùng đổ à, nếu có dư thì con chia sẻ cho người khác chứ con không có giữ lại Đấy là ý thứ hai nhà yeah. ý thứ ba Xin tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con khi cầu nguyện thì chúng ta phải tha thứ khi cầu nguyện chúng ta hãy tha thứ cầu nguyện chúng ta thấy ba cái tâm tình rất hay này khi cầu nguyện là danh của Chúa chứ không phải là danh của mình và triều đại của Chúa chứ không phải là triều đại của mình Đấy. cái thứ hai là xin cho chúng con biết biết dùng đủ thôi chúng con làm thật nhiều làm thật nhiều nhưng mà dùng đủ còn cái phần dư là chia sẻ Đấy, cái thứ ba là xin cho chúng xin Chúa xin tha tội cho con như chúng con cũng tha cho những người mắc lỗi với chúng con tức là xin Chúa tha tội cho con bà con cũng hứa với Chúa là con tha tội cho người khác cầu nguyện là tha tội cho người khác cầu nguyện là tha tội cho người khác để Chúa tha thứ cho mình và ý thứ tư đừng để chúng con xa trước cám dỗ cái này thì phải cầu nguyện lắm lắm luôn nhiều khi dễ bị lừa con nó thật nếu không có ơn Chúa con cũng bị lừa đủ điều nhưng mà thôi nếu một cái người nghèo Người ta đến người ta nói dối con Để họ xin năm 10 kỹ gạo Thì thôi cũng là điều tốt Chả đáng là gì Người ta cũng nghèo cũng khổ Thế nhưng mà thật sự là nếu mình không cầu nguyện Người ta lừa mình làm những cái chuyện xấu xa Ma quỷ lừa chúng ta làm những cái điều xấu Đấy. Ma quỷ lừa chúng ta phạm tội Đấy. Thế cái ý thứ tư Thế thì lời Chúa ngày hôm nay có bốn cái ý Giúp cho chúng ta có tâm tình cầu nguyện rất là tuyệt vời à, Ý thứ nhất Danh Chúa cả sáng không phải danh của con Nhà của Chúa, tất cả là của Chúa Không phải là của con Cái thứ hai là xin cho chú con biết là Dùng đủ mỗi ngày thôi Còn phần dư là chia sẻ à, Quyên bà và anh chị em à, Nếu có dư thì cho con xin nha Vì <laughs> con sẽ làm bác ái cho ông bà và anh chị em Con sẽ làm bác ái cho ông bà anh chị em Thôi thì không chia được nhiều thì cũng chia được một ít à, Rồi ý thứ ba là cầu nguyện là tha tội xin cho con biết tha tội cho người khác để chúa cũng tha tội cho mình và ý thứ tư là xin chúa gìn giữ con đừng để con sạch trước cám dỗ à, con có nuôi một con chihuahua đấy nên là có khách cái là nó sủa <laughs> nhưng mà nó cũng vui cửa vui nhà à, thế thì con rất là vui được chia sẻ lời chúa mỗi ngày cho ông bà và anh chị em chihuahua con rất là vui con rất là vui khi được chia sẻ lời chúa mỗi ngày cho quý ông bà và anh chị em ha xin chúa chúc phúc lành cho tất cả chúng ta và ban nhiều ơn lành cho tất cả chúng ta con xin cảm ơn cộng đoàn